Mến chào các bạn. Sau một thời gian dài là đặt hàng từ Nhật gửi về, thì sau một thời gian chờ đợi rất lâu, cũng nằm cũng gần khoảng tầm 2 tháng rồi đó, thì chiếc xe của mình thì cũng về. Con này thì động cơ nó 4 xi lanh các bạn nha. Sáng nay mình xả nhớt cầu đồ, mình thay nhớt cầu mới, mình chế hơi quá hớp. Con này là đúng của nó là nó chỉ chế hai bên chỉ có khoảng 1,5 lít thôi, mình quất 2,5 lít. Mình hỏi mấy anh kia rồi, nó chế vậy là quá nhiều, nó dư, nó trào ra. Rồi không sao hết, con bích xù xì rất là đẹp. Cái bô này về mình có lấy sơn mình tút lại cho nó đẹp nha các bạn nha. Cái bô mình tút lại, cái gì sao là mình nói vậy. Còn động cơ đồ này nọ là không có đụng chạm gì các bạn nha, không đụng chạm gì tới. Vỏ lốp là cực là đẹp luôn. Đây, hai cầu đó, lốp sau nè. Lốp này thì thôi chứ đi thì khỏi phải chê, riêng xà biển luôn. Rồi về hai bên đều có xi nhan hết nha. Mình cắt đèn xi nhan trong kia một cái, nó bị lúc mà về Việt Nam sao không biết nó bị gãy cái chân, nó bị bể chân kìa. Mình cắt trong kia rồi. Yên đồ nguyên zin hết nè, hộp số đồ này nọ nè, tất cả mọi thứ đều nguyên zin nguyên bản của nó. Mấy anh này anh tháo tay lái ra rồi mà sao anh để cho tay lái nó cong cong mình chả hiểu. Tháo ra anh chở về rồi mà không cục kỹ. Rồi con này chạy 1371 giờ. Bên Nhật thông thường nó chạy một chiếc xe khoảng 1000 giờ là nó vứt các bạn. Các bạn có thể mua xe nó sớm hơn 1000 giờ là vứt sớm hơn, hoặc là trễ hơn. Thì con này là con Mitsubishi D1650FD nha. Dòng FD này là dòng rất là lợi dầu các bạn. Nó là 4 động cơ rất là lợi dầu. Đó, yên đồ rim luôn. Đây, cái dàn đuôi nó, cái thằng này cầu treo để cao để nó lội ruộng cho tốt đó các bạn. Đó, cầu này cầu treo, nhưng mà cầu này là cầu chắc chứ không phải như những cái dòng khác nha bạn nha. Cầu treo nhưng mà dòng này rất là chắc nha. Đó, dòng rất là chắc chắn nè. Đó, là cao là lội ruộng đồ siêu siêu ngon luôn. Đó, cái dè đồ là nó dính theo luôn. Còn cao su, còn đèn nè, để mình bật chìa khóa lên đèn vẫn hoạt động luôn. Đây, đó, đèn vẫn sáng luôn các bạn thấy không. Càng đồ là còn nguyên bản của nó hết. Có hộp cầu chì kia nó bị đứa nào nó lấy mất con ốc đó. Cái hộp vẫn còn, cái hộp vẫn chụp lại vẫn còn, mình đang giữ trong kia đó. Bên cơ, số cơ thằng này là thằng tốc độ. Thí dụ mình dài số 1 nó có 1, 2, 3, thì nếu mà số 1 này 1, 2, 3 thì 4, 5, 6, 7, 9, như vậy là tổng cộng cái hộp số này nó có 9 số. Ví dụ 1, 2, 3 là đây nè, là ở nút chậm này, rồi các bạn bật lên trên này thì nó trung bình nó thành ra 4, 5, 6, còn các bạn bật cao nhất nó là 7, 8, 9 đó, 7, 8, 9 đó. Còn ở đây là cần hai cầu, một cầu hai cầu các bạn nha. Cần dưới một cầu hai cầu nè. Đây là số sới nè, số sới thì nó lại ăn theo cái rờ tua mà của thằng này ta. Thấy nó có đề ghi rờ tua đây đó. Đó, nguyên bản zin hết nha bạn nha. Rồi đây, động cơ đồ là không có đụng chạm các bạn nha. Đó, mình tháo ra, mình đây mình vặn nè, còn dấu nè, mình mở ra mình thay nhớt. Nói với xe về phải thay nhớt đàng hoàng, nghiêm chỉnh đàng hoàng. Đó, đây là tem mạc của xe nè các bạn. Con này mình bán giá rất là rẻ nha các bạn, hãy vào trong phần mô tả video á thì các bạn sẽ thấy là mình ghi cái giá với số điện thoại trong đó nha các bạn nha. Đây, cái đèn của đèn xi nhan nè. Nói chung đèn đóm đồ còn sáng sủa, đồ nghiêm chỉnh đàng hoàng. Cái này mà lấy dầu bát lên thì thôi thì tuyệt vời luôn. Đây, còn kiến chiếu hậu luôn các bạn thấy không, còn kiến chiếu hậu luôn này, bình rin luôn, đó. Tất
tất cả là còn oxabin hết. Đây, oxarin, không đụng chạm gì hết. Đây, 16 SB, 16 ngựa. À, nói chung mà mình kiếm một chiếc xe mà của Nhật á, mà nó rin hoàn toàn á, là coi như là xài rất là ngon, rất là bền bỉ. Mình xài mình sẽ rất là yên tâm, mình không sợ một cái gì hết. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lên mình nổ máy cho các bạn xem nha. Bây giờ đây, trước tiên mình kéo ga. Thằng này ga nó xài ga cơ đó. Bây giờ trước tiên mình bật xong cái đã, mình xong trước cái đã, mình xong trước cái đã nha. Rồi mình sẽ đó, các bạn thấy không, cực kỳ chất lượng. Hết dầu rồi đó, các bạn thấy không, rất là chất lượng luôn. Để mình định đi chạy xe vô kia mà giờ nó câu đồ rồi sao ta. Để mình tắt máy đi kìa, đây đang đổ dốc. Đó, rất là chất lượng. Để mình chạy cái dòng này nó rất ít hao dầu nha các bạn nha. Bốn máy R-Tour rồi nó rất cao, nhanh và mạnh, rất là mạnh luôn. À, dòng này là dòng đã cải được cải tiến rồi. Cái dòng FD là nó, cái dòng FD là rất ít hao dầu á, chạy mạnh mẽ nữa, hiện đại hơn những kia. Thì con này giá rất là rẻ, các bạn vào trong phần mô tả video á, các bạn sẽ xem thấy, các bạn sẽ xem thấy mình, bạn sẽ xem thấy mình ghi số điện thoại và giá cả đâu trong đó các bạn nha. Rồi vào đó thì các bạn sẽ xem và các bạn sẽ mua. Các bạn sẽ chốt. Rồi giá cả thì còn thương lượng nha. Rồi các bạn hãy cứ nếu mà các bạn nào thích thì cứ việc trao đổi thôi. Đó các bạn thấy không, vỏ lốp nè, tuyệt vời, gai cao vút gần như mới vậy. Xe nói chung nó không có chạy nhiều nhưng mà nó bỏ bãi chắc hơi bị lâu. Mấy cái mâm đồ này mình để nguyên zin vậy cho mình đánh đi rồi mình tút tút rồi sơ lại là nhìn nó đẹp lắm, nhưng mà thôi để nguyên zin vậy cho nó đẹp. Rồi các bạn nào muốn mua thì alo cho mình nha. Rồi mến chào các bạn.